Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hứa Trúc tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hứa Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Quản Húc hé miệng muốn giải thích. Trấn Phong ấn tay ở bờ vai của hắn. Lưu Bá Thanh nói điều đó là không đúng. Lúc ấy, người của Trảo Yêu Cục do hắn an bài có ở đó không? Quản Húc nói. Nhưng cục trưởng an bài người là đến cứu Hiểu Phong, là do Tây Bắc Ninh không nghe mệnh lệnh hành sự. Nếu thật sự là muốn cứu chúng ta, vì sao hắn lại phái Tây Bắc Ninh đến? Phái anh đến không được sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Quản Húc cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng minh bạch hiện tại chỉ sợ nói cái gì cũng là vô ích. Vẫn là cùng nhau thương lượng xem như thế nào vào được bên trong nhà giam của Thánh Kim Giáo đi. Trấn Phong lắc đầu nói. Ở phía trên thánh đảo, thoạt nhìn cùng trước kia có lẽ không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng người trưởng quản nơi này đã sớm đổi chủ. Toàn bộ việc của thánh giáo trên cơ bản đều đã giao cho Hà Kính Phong xử lý. Hà Bá rất ít hỏi đến những việc này. Một phương diện là Hà Bá hổ thẹn với lão thánh chủ. Tình huống lúc trước, lão thánh chủ rõ ràng có thể giết chết hắn, nhưng lại vẫn buông tha cho hắn. Từ lúc ban đầu, Hà Bá liền ẩn giấu tâm tư ngồi trên vị trí thánh chủ. Trước kia căn bản là không dám làm phản. Thánh chủ mặc kệ là đối với ma đạo hay là đối với hắn, lực uy hiếp đều quá lớn. Sau đó, lão thánh chủ ở trên cấm đảo không hỏi về thế sự, hắn mới bắt đầu âm thầm an bài sự tình tạo phản. Nguyên bản tính toán là chờ sau khi thánh chủ đã chết hắn mới động thủ tạo phản, nhưng không nghĩ tới thánh chủ sẽ thúc đẩy đại hội ma đạo. Mỗi khi đại hội ma đạo thành lập, tứ đại ma giáo đỉnh cấp bị Hàng Chu khống chế ở trong tay, hắn muốn tạo phản liền sẽ khó khăn, cho nên mới nhân đại hội ma đạo lần này mà tạo phản. Nhưng sau khi chân chính đoạt được quyền lực, mỗi lần dùng đến quyền lợi này đều làm cho hắn cả người không thoải mái. Có lẽ là nhớ tới tình nghĩa của lão thánh chủ nhiều năm như vậy đối với chính mình. Tóm lại, Hà Bá rất ít quản lý sự tình của thánh giáo, mọi việc đều giao cho cháu mình là Hà Kính Phong. Buổi tối hôm nay, Hà Bá đang ở trong thư phòng của mình đọc sách. Hà Kính Phong bỗng nhiên đi đến. Ông nội! Trên mặt Hà Kính Phong lộ ra tươi cười. Hà Bá ngẩng đầu hỏi. Bắt được Lâm Hiểu Phong chưa? Tên đó đã chạy thoát. Hà Kính Phong dưới lưng nói. Thế nhưng như vậy cũng tốt, mèo vờn chuột cũng rất thú vị. Được rồi. Hà Bá cúi đầu đọc sách. Không có việc gì liền đi ra ngoài đi. Hà Kính Phong cười nói. Lâu như vậy ông nội còn không có ban bố việc giết Hạng Chu. Đồng tử của bác Hà hơi hơi co rụt lại. Có thực sự phải tuyệt tình đến mức như vậy hay không? Lão thánh chủ đối với ta có đại ân, bảo ta giết chết con gái duy nhất của hắn, ta làm không được. Hà Kính Phong ngồi vào đối diện Hà Bá. Ấy, thật là đau đầu. Bằng không như vậy đi, nếu không giết Hạng Chu, vậy thì để cho con cưới cô ta đi, như thế nào? Vừa không làm ông có lỗi với lão thánh chủ, cũng có thể bức cho Lâm Hiểu Phong hiện thân, như thế nào? Hà Kính Phong hỏi. Trên mặt bác Hà lộ ra chút do dự, chậm rãi gật đầu. Nếu Lâm Hiểu Phong không có hiện thân thì sao? Vậy thì cưới Hạng Chu. Mà trong Trảo Yêu Cục, Mao Lân Long di chuyển bước chân, ăn mặc một thân áo gió màu đen. Thẩm Kinh Bình đi theo phía sau hắn. Hai người đồng thời đi đến văn phòng của Lưu Bá Thành. Trên đường, không ít thành viên của Trảo Yêu Cục nhìn thấy Mao Lân Long đi qua, nguyên bản còn muốn nói lời xin chào, nhưng vừa thấy sắc mặt như muốn ăn thịt người của Mao Lân Long, cũng đều không có hé răng. Mao Lân Long ở trong tứ hợp viện của hắn rất ít khi ra ngoài. Lần này bởi vì Lâm Hiểu Phong xảy ra chuyện, Mao Lân Long không có lý do gì không ra ngoài. Mao Lân Long trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Lưu Bá Thành. Lưu cục trưởng!
Mao Lân Long nhìn Lưu Bá Thành trong văn phòng. Tiếp theo, Mao Lân Long đối với Thẩm Kinh Bình ở phía sau nói: "Con ở bên ngoài chờ ta đi." Nói xong, liền đi vào bên trong. Lưu Bá Thành buông văn kiện trong tay, trên mặt lộ ra tươi cười. "Mao huynh tại sao lại tới đây? Cũng không nói trước với ta một tiếng." Mao Lân Long ngồi vào trên ghế sofa. "Như thế nào? Ta hiện tại muốn gặp ông, còn phải hẹn trước sao?" "Ấy, sao có thể?" Lưu Bá Thanh cười, ngồi vào bên cạnh hắn. "Chỉ là ta gần đây tương đối bận rộn." Mao Lân Long mắt lạnh quét hắn một lần. "Bận rộn sao? Sợ là bận rộn làm như thế nào để hại đồ đệ ta đi?" "Ấy, lúc ấy ta đã phái Tây Bắc Ninh chính là đi cứu Lâm Hiểu Phong, nhưng nào biết hắn lại dám tự tiện làm chủ." Lưu Bá Thành bất đắc dĩ nói: "Chuyện này ta cũng cảm thấy bất đắc dĩ." Mao Lân Long hỏi: "Vậy ông nói cho ta, đồ đệ của ta hiện tại ở đâu? Đã chết hay còn sống?" "Còn sống." Lưu Bá Thành thần sắc âm trầm. "Thế nhưng tình huống cũng không quá tốt." "Cái gì mà nói không quá tốt?" Mao Lân Long hỏi. "Hắn ở đâu? Nói cho ta biết." Lưu Bá Thành lắc đầu. "Mao huynh, đừng nóng vội. Đồ đệ này của ông không phá thì không xây được. Nếu có thể đi qua ải này, chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh." "Nếu như qua không được thì sao?" Mao Lân Long hỏi. Lưu Bá Thành nói: "Qua không được, Mao huynh cũng không giúp được hắn. Sư phụ dạy vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Mao huynh tội gì còn phải nhọc lòng như thế?" Mao Lân Long trong lòng có lửa, lại bị Lưu Bá Thành nói mấy câu liền giống như hóa giải. "Nếu như đồ đệ của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ đến tìm ông lý luận một phen." Nói xong, Mao Lân Long xoay người liền đi. Lưu Bá Thành đứng dậy: "Để ta tiễn ông." "Không cần, Lưu cục trưởng là người bận rộn, nào dám phiền ông đưa tiễn." Trong màn đêm đen nhánh, một đoàn tàu tốc hành đang chạy về hướng của Hắc Long Giang. "Còn bao lâu có thể tới Hắc Long Giang?" Lâm Hiểu Phong hỏi. 3 giờ nữa." Quản Húc ở một bên nhìn đồng hồ nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp tục ngồi ở trên ghế, chuẩn bị ngủ một hồi. Bỗng nhiên, Trấn Phong mở miệng hỏi: "Hiểu Phong, có chuyện này không biết có nên nói cho cậu hay không?" "Chuyện gì?" Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Trấn Phong. "Bên phía Thánh giáo truyền ra tin tức, 1 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, Hà Kính Phong muốn cưới Hạng Chu." Lâm Hiểu Phong sau khi nghe xong không có bất luận biểu tình gì. Trấn Phong có chút lo lắng hỏi: "Hiểu Phong, cậu đừng kích động." "Vì sao tôi phải kích động?" Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. "Muốn cưới bạn gái của tôi, vậy phải xem tôi có đồng ý hay không." Quản Húc ở một bên gật đầu: "Không sai, 1 tháng sau Hiểu Phong đã sớm khôi phục quỷ thuật. Hà Kính Phong kia có thể là đối thủ của Hiểu Phong sao?" Đương nhiên, lời tuy nói như thế, nhưng trong tâm trí của Lâm Hiểu Phong vẫn là căng thẳng. Hắn không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là không muốn để cho Trấn Phong cùng với Quan Húc lo lắng mà thôi. Hắn nhìn bên ngoài, trong trời đêm đen nhánh, trong lòng rất chua xót. Thế nhưng, mặc kệ 1 tháng sau, quỷ thuật cùng đạo thuật của hắn có thể khôi phục lại hay không, hắn đều nhất định phải đi thánh đạo. Một chiêu này của Hà Kính Phong thật lợi hại, đoán chắc là muốn uy hiếp chính mình. Hắn khẳng định sẽ bị bước đến trên thánh đạo. Thế nhưng trước mặt còn có một vấn đề lớn. Hắc ngục của Thánh Kim Giáo, mặc dù là lúc trước có sự trợ giúp của Phó Giáo chủ Chu Xích, đi vào đều rất khó, hiện tại càng miễn bàn. Bỗng nhiên, một lão nhân có mái tóc buông dài ngồi xuống trên ghế đối diện 3 người. "Ai?" Lão nhân duỗi thẳng cái lưng. Lâm Hiểu Phong nhìn lão nhân này,
đồng tử co rụt lại. Long tiền bối. Long tiền bối cười ha hà nhìn Lâm Hiểu Phong. Như thế nào? Thực giật mình phải không? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ông không phải đang ở trong hóc ngục của Thánh Kim Giáo hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Long tiền bối dưới lưng nói. Ở bên trong buồn chán lâu lắm rồi, nhàn rỗi không có việc gì, liền ra ngoài đi dạo. Hai người quan húc cùng với Trấn Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Đây là Long tiền bối mà chuyến này bọn họ muốn tìm sao? Trạm tiếp theo cùng ta xuống xe. Long tiền bối nói xong liền nhắm lại hai mắt và nghỉ ngơi. Trấn Phong cùng với quan húc trong lòng có không ít nghi vấn, muốn dò hỏi một phen, nhưng Long tiền bối hiển nhiên không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Thực mau liền tới nhà ga kế tiếp. Đi thôi. Long tiền bối đứng lên, xoay người liền đi ra bên ngoài toa xe. Một tháng sau tôi sẽ đi thánh giáo, đến lúc đó gặp lại ở thánh giáo. Lâm Hiểu Phong cầm lấy hành lý vội vàng đi theo. Đi xuống đoàn tàu, Long tiền bối mang theo hắn ra khỏi ga tàu hỏa, sau đó gọi xe taxi đi tới một thị trấn nhỏ hẻo lánh. Thị trấn này ba mặt là núi, giao thông cũng không phát triển. Ở trong trấn hẻo lánh yên lặng, không có nhiều người đi đường. Long tiền bối mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào một căn nhà gỗ nhỏ ở rìa thị trấn. Hắn đẩy cửa đi vào. Vào đi. Lâm Hiểu Phong không chút do dự đi theo vào trong. Bên trong nhà gỗ thực đơn sơ, cũng chỉ có tivi, ghế dựa, một chiếc giường, ngoài ra không có thứ gì khác. Long tiền bối, ngay ở nơi này sao? Lâm Hiểu Phong có chút không thể tưởng tượng, người có bản lĩnh giống như Long tiền bối, thế nhưng lại ở một nơi đơn sơ như vậy. Long tiền bối cười một chút. Nơi này rất an tĩnh. Tiếp theo, Long tiền bối ngồi vào trên ghế, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại, nguyện ý bái ta làm thầy chưa? Ta phải nói trước, một khi bái ta làm thầy, liền không được có bất kỳ liên quan gì cùng với Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiền bối có thể giúp tôi trùng tu quỷ thuật, tôi liền nguyện ý bái tiền bối là sư phụ. Hà Kính Phong đã gieo sát khí cho ngươi sao? Trên mặt Long tiền bối nghiêm túc không ít. Sát khí này thật không đơn giản, là Hà Kính Phong dùng tinh huyết biến thành, ngoại trừ hắn không ai có thể giải trừ. Nghe thấy thế, hai mắt của Lâm Hiểu Phong ảm đạm không ít. Thế nhưng, Long tiền bối nói, hắn là đồ đệ của ta, một thân bản lĩnh của hắn vốn dĩ đều là do ta dạy. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong vội vàng quỳ xuống. Bái kiến sư phụ. Long tiền bối đều nói đến tình trạng này, Lâm Hiểu Phong còn có thể không rõ. Nếu một thân bản lĩnh của Hà Kính Phong đều là do Long tiền bối dạy, vậy thì sát khí của Hà Kính Phong kia Long tiền bối đương nhiên có thể giải trừ. Long tiền bối chỉ vào ấm trà trên bàn. Lễ không thể thiếu. Lâm Hiểu Phong cung kính lấy ấm trà qua, cung kính dâng lên cho Long tiền bối một ly trà. Long tiền bối cầm ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy quỳ gối trước mặt Long tiền bối. Long tiền bối hỏi. Lúc trước ta nói thu ngươi làm đồ đệ, ngươi lại không chịu rời bỏ Mao Lân Long, hiện giờ vì sao lại chịu? Lâm Hiểu Phong nói ra sự thật. Tôi cùng với Hà Kính Phong có huyết hải thâm thù, nếu như không thể báo, tôi có sống cũng liền không có bất luận ý nghĩa gì. Ngươi đoán được ta vì sao muốn thu ngươi không? Long tiền bối nói. Bởi vì ngươi cùng với Hà Kính Phong không giống nhau. Hà Kính Phong vì lực lượng rời bỏ sư môn, ta cùng với hắn có tình nghĩa thầy trò, không muốn ra tay giết hắn. Long tiền bối nói. Nếu ngươi thật sự học hành đến đáp ứng ta giết Hà Kính Phong. Không cần sư phụ nói, con cũng sẽ làm như vậy. Lâm Hiểu Phong kiên định gật đầu. Cậu mập, Lâm Sâm, Cấu Thải Nhi, bất luận là ai, Lâm Hiểu Phong đều sẽ chậm rãi trả thù cho bọn họ.
Nếu người đã là môn hạ của ta, ta cũng đề ra hai điều kiện. Long Tiền Bối nói: Giết Hà Kính Phong là việc thứ nhất. Điều kiện thứ hai, tìm cho ta đủ tứ đại tà kinh. Long Tiền Bối hỏi: Có thể làm được không? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra hoang mang. Chẳng lẽ sư phụ còn không có luyện thành để ngũ trọng trong quỷ thuật sao? Long Tiền Bối gật đầu. Không sai, tứ đại tà kinh thời điểm từ thực cổ xưa cũng đã thất truyền. Mặc dù là ta, cũng chỉ là đem đệ tứ trọng luyện đến cực hạn. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Còn đã gom đủ hai quyển sách, hai điều kiện này đều không thành vấn đề. Long Tiền Bối đưa ra điều kiện đó cũng không tính là quá phần. Hiện giờ mặc dù Long Tiền Bối muốn một nửa thọ mệnh của hắn, chỉ sợ hắn cũng không chút do dự mà đáp ứng ngay. Thấy Lâm Hiểu Phong gật đầu, Long Tiền Bối lúc này mới cảm thấy vừa lòng, gật đầu nói: Ngày mai lên núi đốn củi đi. Nói xong, Long Tiền Bối liền lên giường đi ngủ. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong nghi hoặc không thôi, ngả người xuống sàn, nằm trên mặt đất ngủ một giấc. 10 ngày kế tiếp, Lâm Hiểu Phong mỗi ngày đều lên núi đốn củi, nhóm lửa nấu cơm cho Long Tiền Bối. Long Tiền Bối lại không có ý tưởng truyền cho hắn một chút bản lĩnh nào. Ngày qua ngày đốn củi, ban đầu Lâm Hiểu Phong cũng là phiền lòng không thôi. Rốt cuộc hắn còn vội vàng muốn đi thánh giáo. Thế nhưng theo từng ngày đi qua, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đã bình tĩnh không ít. Hôm nay Lâm Hiểu Phong đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Long Tiền Bối cầm tới 2 quả táo, cười ha hả đi vào, tùy tay ném cho Lâm Hiểu Phong 1 quả. Lâm Hiểu Phong vội vàng duỗi tay tiếp được. Hiểu Phong, mấy ngày nay đốn củi cảm giác thế nào? Long Tiền Bối gặm quả táo hỏi. Lâm Hiểu Phong gặm một miếng đáp lời: Ngay từ đầu thật ra phiền muộn không ít, nghĩ muốn đi cứu người báo thù, nhưng hiện tại đã tốt hơn một ít. Lâm Hiểu Phong hỏi: Sư phụ, người để con đốn củi 10 ngày này là có ý tứ gì? Long Tiền Bối cười nói: Người ăn cơm xong liền sẽ minh bạch. Lâm Hiểu Phong dọn ra một bàn đồ ăn. 10 ngày này tay nghề nấu cơm của hắn đã tiến bộ không ít. Hắn cùng với Long Tiền Bối cơm nước xong, sau khi rửa chén đũa đi tới đại sảnh, Long Tiền Bối ngồi vào trên một chiếc ghế uống trà. Đem Thiên Vẫn Ma Đao cùng với yêu đao của ngươi tới đây. Lâm Hiểu Phong không chút do dự từ sau lưng rút ra 2 thanh đao. Không nghĩ tới Thiên Vẫn Ma Đao mới vừa rút ra, thế nhưng liền bay tới Long Tiền Bối. Long Tiền Bối nhẹ nhàng bắt được nó, tay vứt về trên thân đao. Đã lâu không thấy. Tiếp theo, thế nhưng Thiên Vẫn Ma Đao truyền đến tiếng rít nhẹ. Sư phụ! Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Khóe miệng của Long Tiền Bối treo lên một tia ý cười. Đây là bạn cũ của ta, ngươi bái sư lâu như vậy, ta còn không có nói cho ngươi, tên thật của ta chính là Nhất Ma. Nhất Ma? Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đó không phải là đại ma đầu ở triều đường sao? Hơn nữa lại là chủ nhân đời trước của Thiên Vẫn Ma Đào. Sư phụ, người là Nhất Ma sao? Tại sao người có thể sống lâu như vậy? Lâm Hiểu Phong không thể tưởng tượng được. Việc này ngươi liền không cần hỏi nhiều. Nhất Ma xua tay. Hắn bỗng nhiên thực nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn báo thù sao? Lâm Hiểu Phong kiên định gật đầu. Nhất Ma liền nói: Ngươi bị gieo sát khí kia, phương pháp phá vỡ duy nhất chính là đem 2 thanh đao này dung nhập vào trong cơ thể ngươi, để ngươi luyện thành ma thể bẩm sinh. Nhưng một khi luyện thành ma thể bẩm sinh, ắt gặp tam tai, chỉ cần có chút bất chắc chính là vạn kiếp bất phục. Tam tai? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra sửng sốt. Nhất Ma gật đầu nói: Không sai, tam tai này phân biệt là thiên lôi đánh, âm hỏa thiêu, bị gió thổi. Nói thật,
nếu người không luyện thành ma thể bẩm sinh, mặc dù là ta giúp người khôi phục thực lực lúc trước, người cũng không phải là đối thủ của nghiệt đồ kia. Nhưng một khi luyện thành ma thể bẩm sinh, đừng nói khôi phục thực lực lúc trước của người, mặc dù là nghiệt đồ kia của ta, cũng không phải đối thủ của người. Lâm Hiểu Phong nghe xong gật đầu nói: hiểu rồi, xin sư phụ giúp con luyện thành ma thể bẩm sinh. Nhất Ma hơi trầm ngâm một lát: ma thể bẩm sinh cũng không phải là dễ luyện như vậy. Luyện thành không cần phải nói, nhưng luyện không thành, mạng này của người chỉ sợ giữ không được. Mạng này của con đã sớm mất đi rồi, Lâm Hiểu Phong kiên định nói. Nhất Mà liếc mắt nhìn Yêu Đào cùng với Thiên Vấn Ma Đào nói: đưa cho ta. Từ từ. Lâm Hiểu Phong nhìn Yêu Đào: phiêu huyết theo con nhiều năm, chúng nhập đến trong cơ thể con, có phải là hắn liền đã chết hay không? Đúng vậy, Nhất Mà gật đầu một cái. Lúc này thanh âm Yêu Đào xuất hiện ở bên tai của Lâm Hiểu Phong: Lâm Hiểu Phong, người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Ta vốn chỉ là một đao linh, trước kia không chuyện ác nào mà không làm, giết người sát hại tính mạng. Có thể đem toàn bộ lực lượng dung nhập đến bên trong cơ thể người, ta có chết cũng không oan uổng. Lâm Hiểu Phong cả người run lên một chút: người có gì cần phải do dự? Chẳng lẽ muốn giống như ở trên đảo nhỏ kia, đến mấy tên lưu manh đều đánh không lại sao? Hiểu rồi, cảm ơn, Lâm Hiểu Phong nhìn Yêu Đao nói. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cắn răng đem Yêu Đao đưa tới cho Nhất Mà. Nhất Mà hít sâu một hơi, sau đó hét lên một tiếng thật lớn. Yêu Đao cùng với Thiên Vấn Ma Đao thế nhưng ở trong tay hắn trực tiếp mở tung. Yêu Đao biến thành vô số máu tươi, mà Thiên Vấn Ma Đao biến thành sát vụn. Nhìn xuống, Ma Đào vung tay lên, máu tươi cùng với sắt vụn đồng thời chui vào trong ngực của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, Lâm Hiểu Phong cảm giác được trong thân thể truyền đến nóng rát đau đớn, cảm giác toàn bộ thân thể giống như muốn nứt ra. Lâm Hiểu Phong nhịn không được kêu lên một tiếng, tiếp theo siết chặt nắm tay. Quần áo toàn thân lúc này cũng rách ra, gân xanh trên người nổi lên. Nhất Ma ở một bên uống trà, nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong thống khổ không thôi, sắc mặt hắn thực bình tĩnh, ngồi chờ đợi. Lâm Hiểu Phong cũng không biết đi qua bao lâu, hình như là một giây, nhưng lại giống như là đã nhiều năm. Cố thống khổ không ngừng này lên men ở trên người hắn, rốt cuộc thống khổ trong cơ thể chậm rãi giảm bớt. Lâm Hiểu Phong ngã trên mặt đất, cả người một tia sức lực đều không có, thậm chí một ngón tay đều không thể cử động. Hắn chậm rãi lâm vào hôn mê. Nhất Ma vừa thấy Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc: bước đầu tiên không xảy ra vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong mơ màng tỉnh ngủ, hắn lúc này nằm ở trên giường, nhìn đến Nhất Ma đang ngồi một bên. Sư phụ, con đã luyện thành chưa? Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi dậy. Vẫn còn quá sớm, Nhất Ma lắc đầu. Ma thể bẩm sinh, mặc dù là ta cũng không có luyện thành, nào có dễ luyện như vậy. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong hiện lên một tia mất mát, thế nhưng lại thật mau thanh tỉnh trở lại. Trải qua quá nhiều sự tình như vậy, hiện giờ Lâm Hiểu Phong khá không nói, tố chất tâm lý vẫn là thực nhanh vượt qua thử thách. Biết ta vì sao muốn cho người đốn củi 10 ngày này không? Nhất Ma vừa hỏi, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Vẫn là không rõ. Lúc trước người mới vừa trải qua nhiều kiêu hận như vậy, để ngươi đốn củi chính là muốn cho tâm thái của ngươi bình tĩnh trở lại, như vậy mới không bị đọa vào ma đạo. Nhất Ma nói. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, giữa cuộc đại ma đầu giống như Nhất Ma, thế nhưng lại sợ chính mình nhập ma. Nhìn thấy thần thái lộ ra trên mặt của Lâm Hiểu Phong, Nhất Ma nói. Nhất Ma cũng không giống như ngươi tưởng tượng, không chuyện ác nào không làm như vậy, mà chỉ là cách nhìn của những người khác đối với hai chữ Nhất Ma này. Ít nhất lúc trước
khi ta bị người gọi là đại ma đầu không có làm các loài đốt giết cướp bóc này. Nhất Ma lắc đầu nói, thằng nhóc Hà Kính Phong kia chính là khi học quỷ thuật ta không có dạy dỗ tốt để cho hắn chân chính đọa vào bên trong ma đạo. Nhất Ma nói, một khi người bị đọa vào ma đạo, toàn bộ suy nghĩ đều sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ thập phần cực đoan. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình gật đầu, cũng còn nhiều minh bạch dụng tâm của Nhất Ma. Vậy khi nào còn có thể luyện thành ma thể bẩm sinh? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Nhất Ma nói, ta cũng không biết, loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có thể xem vận khí mà thôi. Thế nhưng cũng phải nói trở về, người có thể từ trong tay của Hà Kính Phong nhiều lần chạy trốn ra ngoài, vận khí hẳn là cũng không tồi. Nhất Ma cười nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, sư phụ, việc này chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào vận khí? Xác suất thành công là bao nhiêu? Nhất Ma nói, cứ chờ như vậy, xác suất thành công đại khái không đến 10%. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. 10%? Việc này không khỏi có chút quá thấp. Nhất Ma nói, đương nhiên cũng có phương pháp để cao xác suất thành công, nhưng lại quá nguy hiểm. Con không sợ nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói, còn xin sư phụ dạy con. Toàn bộ ma đạo trong thiên hạ đều đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiểu Phong. Dẫu cuộc thánh giáo đưa ra điều kiện thật sự là quá mê người. Lâm Hiểu Phong lúc này ở trong mắt những ma giáo đó lên giống như khối thịt đường tăng. Bên trong thánh kim giáo, Tư Đồ Kim Trần ngồi trên bảo tọa giáo chủ, nghe trưởng lão hộ pháp ở phía dưới hội báo tình huống gần nhất trong thánh kim giáo. Thánh kim giáo lúc này các phương diện chính là phát triển khí thế ngất trời. Giới cuộc đã được tuyển làm ma giáo đỉnh cấp phía đông, thánh giáo cũng phân phối đủ loại tài nguyên lại đây. Một trưởng lão lúc này hội báo nói, giáo chủ, Tát Mãn giáo cùng với Xích Nghĩa giáo đều phái người lại đây tìm chúng ta hòa giải, còn đưa lên một đống lớn quà tặng biểu đạt thành ý. Trên mặt của Tư Đồ Kim Trần chất đầy tươi cười. Hai giáo bọn họ thời điểm lúc trước phân cách địa bàn của thánh kim giáo chúng ta, tại sao không làm như vậy đi? Hiện tại mới đến tặng lễ, có ý nghĩa gì? Trưởng lão này tươi cười đầy mặt khen tặng nói, hiện giờ bọn họ chính là châu chấu sau mùa thu, nhảy nhót không được bao lâu. Tư Đồ Kim Trần gật đầu, thế nhưng cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bên phía thánh giáo đưa tới nhiều tài nguyên như vậy, trước tiên cần bồi dưỡng ra cao thủ trong giáo, chờ sau khi thực lực của chúng ta chân chính tăng cao lại tìm bọn họ chậm rãi tính sổ. Tư Đồ Kim Trần mới vừa nói xong, có một trưởng lão này nói, đúng rồi giáo chủ, vị Long tiền bối trong hắc ngục kia không thể hiểu được đã biến mất rồi. Tư Đồ Kim Trần nói, Long tiền bối biến mất, khả năng hắn muốn đến bên ngoài đi dạo đi. Tùy hắn đi, nếu hắn không trở về còn giảm cho thánh giáo chúng ta một đống lớn việc. Bỗng nhiên có người từ bên ngoài chạy vào, hoang mang rối loạn nói, Giáo chủ, chuyện tốt, chuyện vô cùng tốt. Tư Đồ Kim Trần hỏi, chuyện tốt gì? Sao lại kích động thành như vậy? Có người phát hiện Lâm Hiểu Phong ở Hắc Long Giang, trên địa bàn chúng ta. Người này thở hổn hển nói. Tư Đồ Kim Trần lập tức đứng lên, lời này là thật sao? Thiên chân vạn xác. Thật là ông trời trợ giúp thánh giáo chúng ta. Nếu như bắt được tiểu tử đó đưa cho thánh giáo, thánh kim giáo chúng ta tất nhiên có thể được càng nhiều tài nguyên phát triển. Hai mắt của Tư Đồ Kim Trần lộ ra quang mang hưng phấn. Phái người, đem người bắt lại cho ta. Tòa trấn nhỏ hoang tàn ở Hắc Long Giang này có rất ít người ngoài lui tới. Tuy rằng ở trấn nhỏ cách đó không xa chính là một ga tàu hỏa, nhưng ga tàu hỏa này
cũng không có mang đến cho trấn nhỏ cơ hội kinh doanh hay là cơ hội phát triển, chỉ là để cho những người làm công ở nơi xa có một phương tiện về nhà ăn Tết, chứ không có mục đích gì khác. Ở phía bắc của trấn nhỏ, gần đây có xây lên một căn nhà gỗ nhỏ. Ở trên trấn ngẫu nhiên đi ngang qua đều có thể nhìn thấy một ông lão cùng với một thanh niên ở tại nơi đó. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, thanh niên từ trên núi vác củi sau lưng về tới trước nhà gỗ, sau đó cầm rìu bắt đầu che củi. Thanh niên này đương nhiên là Lâm Hiểu Phong. Từ sau khi yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vấn mà đào dung nhập vào bên trong cơ thể chính mình đã qua đi ước chừng 5 ngày. Trong 5 ngày này, ma thể bẩm sinh không có chút dấu hiệu nào luyện thành. Nhất mà cũng nói với Lâm Hiểu Phong, việc này là không có bất luận biện pháp nào, chỉ có thể xem cơ duyên. Mặc dù là hai thanh ma khí dung nhập vào trong cơ thể, nhưng nếu không có cơ duyên gì, cả đời đều không thành được ma thể bẩm sinh. Lâm Hiểu Phong cúi đầu che củi, Nhất mà hút thuốc, híp mắt từ sau khe cửa nhìn về Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử này có thật sự là chuyển nhân thích hợp nhất của ta hay không? Bên trong đôi mắt của Nhất mà lộ ra thâm thúy. Quỷ thuật chỉ là một trong những tuyệt kỹ hạng nhất của hắn, mà một tuyệt kỹ khác Hà Kính Phong cũng không có học được, đó chính là hám long kinh. Lúc trước ở thời đại triều đường, cao thủ đi lại khắp nơi, Nhất mà có thể được tôn xưng là ma thánh, chỉ dựa vào quỷ thuật là làm không được. Hắn là dựa vào hám long kinh cùng với quỷ thuật mới có thể ở triều đường bất khả chiến bại trong ma đạo. Sư phụ dạy đồ đệ đều sẽ giấu nghề, Nhất mà cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là trải qua việc của Hà Kính Phong xong, Nhất mà cũng không nghĩ sẽ đem hám long kinh này dạy cho người khác. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại là ngoại lệ. Thiên vấn ma đạo đối với Nhất mà nói, mặc dù là ở triều đường cũng chỉ có phục Nhất mà. Những người khác thiên vấn ma đạo sẽ một mực không phục. Nhưng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại có thể sử dụng nó được lâu như thế. Nhất mà cũng là chân chính có ý tưởng truyền thụ lại y bát này. Lâm Hiểu Phong đang che củi, Nhất mà lúc này đi ra ngoài cửa. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại. Sư phụ, có việc sao? Bình thường khi mình che củi, Nhất mà đều sẽ không lại đây xem. Giúp sư phụ làm một chuyện. Nhất mà với tay. Phong thư này, người hãy mang đi cho phương trượng vô pháp của chùa Hiểu Hoa giúp ta. Chùa Hiểu Hoa? Lâm Hiểu Phong tiếp nhận lá thư, liền hỏi. Chùa Hiểu Hoa kia là ở đâu? Nhất mà chỉ vào ba ngọn núi xung quanh thị trấn. Chính là ở tại bên trong ba tòa núi sâu. Nếu như tìm không thấy chùa Hiểu Hoa, liền không cần trở về gặp ta. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, minh bạch đây hẳn là không chỉ để cho mình đi gửi thư, mà là một loại khảo nghiệm mới đúng. Hắn gật đầu, tiếp theo trầm tư một trận, quỳ xuống nói. Sư phụ không cho con địa điểm cụ thể, mà trong ba tòa núi sâu này lại có nhiều lang sói hổ báo. Đồ đệ hiện giờ so với người thường còn không bằng, nếu thật sự gặp được lang sói hổ báo, sợ là khó có thể toàn mạng. Lâm Hiểu Phong đối với Nhất mà dập đầu ba cái đại lễ. Sư phụ bảo trọng. Lâm Hiểu Phong nói. Nhất mà lúc này lấy ra một cái ba lô. Mang theo, bên trong có lương khô hơn 10 ngày. Vâng. Lâm Hiểu Phong đứng lên, cầm túi sách hỏi. Sư phụ, vậy con liền đi trước. Nhất mà gật đầu một cái nói. Đi thôi, hy vọng người có thể trở về. Lâm Hiểu Phong cầm lấy chiếc rìu, đi đến trên núi. Nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong rời đi, Nhất mà nhẹ giọng nói. Ây, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng coi như là có tình nghĩa. Nếu như có thể tìm được chùa Hiểu Hoa, được phương trượng vô pháp tán thành, vậy thì ta truyền thừa cũng là không sao. Nhất mà quay người lại tiến vào trong nhà. Thế nhưng hơn 10 phút liền xuất hiện mấy chục người đem nhà gỗ nhỏ vây quanh. Nhất mà từ trong cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài. Người nào ở bên ngoài lén lút, lăn ra đây cho lão tử. Dẫn đội chính là trưởng lão Bàng Từ của Thánh Kim Giáo. Trưởng lão Bàng Từ này cũng coi như là lão già có tư lịch sâu đậm trong Thánh Kim Giáo. Nếu không phải nhiệm vụ lần này sự tình quan trọng, cũng không cần phải làm phiền hắn tự mình dẫn đội tới bắt Lâm Hiểu Phong. Nhưng sau khi Bàng Từ nghe được thanh âm trong nhà gỗ truyền đến,
bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Long tiền bối, Bàng Tử nuốt nước miếng. Cửa nhà gỗ nhỏ bị mở ra, thân ảnh nhất ma từ trong phòng đi ra. Long tiền bối, Bàng Tử cung kính nói. Hắn cũng không biết thân phận chân thật của nhất ma, nhưng cũng biết hắn là người trong hắc ngục của Thánh Kim giáo. Mặc dù là tư đồ Kim Trần, ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn như một vãn bối. Ta tưởng là ai, thì ra là Bàng Từ, Bàng trưởng lão. Khóe miệng nhất mà treo lên tươi cười. Lần trước gặp mặt đã là mấy năm trước, khi Bàng trưởng lão đi tới hắc ngục thị sát. Không sai, Bàng Từ thận trọng nói. Đã từng có một trưởng lão đến hắc ngục của Thánh Kim giáo, không ngờ đắc tội Long tiền bối này. Kết quả Long tiền bối trực tiếp xé rách song sắt, dùng lực bóp chết trưởng lão kia. Trong hắc ngục xảy ra loại sự tình này, đổi làm phạm nhân khác chỉ sợ tư đồ Kim Trần sẽ giận đến tím mặt. Hơn nữa muốn cho kẻ giết người này phải đền mạng mới đúng. Nhưng tư đồ Kim Trần năm đó làm như thế nào? Tự mình đi qua nhận lỗi. Hơn nữa xong việc càng là nghiêm khắc thông báo tới mọi người, tuyệt đối không thể chọc giận Long tiền bối này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tới đây làm cái gì? Nhất ma vừa hỏi. Bắt người. Bàng Từ tại trước mặt hắn cũng không dám nói dối. Căn cứ tin tức phía dưới truyền đến, có một tội phạm quan trọng của Thánh Kim giáo đang ở trong nhà gỗ này. Không nghĩ tới là tiền bối ở đây. Bàng Từ vội vàng nói. Nếu là tiền bối tại đây, như vậy ván bối cũng không quấy rầy. Không nghĩ tới nhất mà lại là chụp gáy một cái nói. Ồ, các người có phải tìm một tên tiểu tử tên là Lâm Hiểu Phong hay không? Hắn mới từ phương hướng kia lên núi. Bàng Từ theo phương hướng mà nhất ma chỉ nhìn lại, trên mặt lộ ra vui mừng. Đa tạ tiền bối, đa tạ. Thân phận bực này của nhất ma có gì mà lừa hắn. Đi đi. Nhất ma xua tay, xoay người tiến vào trong phòng. Mà Bàng Từ mang theo người vội vàng đi lên núi theo hướng nhất ma đã chỉ. Nhất ma ngồi xuống trên bàn, đổ cho mình chén nước, trong ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Tiểu tử, ma thể bẩm sinh, không gặp phải kiếp nạn sinh tử là không thành được. Cao thủ đứng đầu đạo giáo có thể sử dụng thiên phú thành tựu một người, nhưng nhìn chung vô số kiêu hùng trong ma đạo, không ai mà không phải là mài giũa ra từ sinh tử. Nhất mà để cho những người của Thánh Kim giáo này lên núi, mục đích cũng thực rõ ràng, chính là để cho những người này đi tập kích Lâm Hiểu Phong. Ngọn núi này đường núi không dễ đi, hoặc là nói ngọn núi này căn bản không thể gọi là đường núi. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể cầm rìu trong tay không ngừng bổ những bụi cây đó ra mới có thể tiếp tục lên đường. Sắc trời đã sớm đen xuống, cũng may nhất ma chuẩn bị ba lô cho hắn đã có đèn pin. Hắn muốn nhanh chóng tìm được chùa Hiểu Hoa, cho nên vẫn luôn đi đến 12 giờ đêm. Ngọn núi này đều đã đi đến giữa sườn núi, lúc này mới đi vào dưới một cây đại thụ, hai người ôm mới hết, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đêm khuya trong núi cũng không an tĩnh cũng an toàn, rất nhiều tiếng chim, côn trùng kêu vang truyền đến. Lâm Hiểu Phong ngồi ở dưới cây đại thụ, mở ra ba lô, lấy ra nước khoáng cùng bánh quy. Một hơi đi lâu như vậy, thể lực của Lâm Hiểu Phong không thể so với trước đây. Nếu không phải dựa vào một hơi chống đỡ, chỉ sợ đã sớm nằm sấp xuống. Lâm Hiểu Phong cầm lấy bánh quy, từng ngụm nuốt vào trong miệng. Nuốt đến quá nhiều, còn kém chút bị nghẹn. Cầm nước khoáng uống một ngụm, lúc này mới thoải mái không ít. Gió núi thổi qua, Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh lẽo, bị rét lạnh đến phát run. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đi lên núi lần này ăn mặc có chút quá ít. Lâm Hiểu Phong cau mày, chỉ có thể tìm được một ít lá cây che chắn ở trên người mình. Những lá cây đó cũng không dày, nhưng cũng tốt hơn so với cứ như vậy ngủ một giấc ở trong núi hoang này. Nếu chính mình giống như trước kia, có lẽ Lâm Hiểu Phong sẽ không sao cả. Rốt cuộc khi đó thân thể mạnh mẽ, chịu đựng một đêm sẽ không sao. Nhưng hiện tại, nói không chừng một đêm đi qua, ngày hôm sau phải phát sốt. Tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, hắn phải chú ý đến bản thân mình. Phát sốt không khác gì muốn mạng của hắn. Trong đại lao của Thánh Kim giáo, Hạnh Chu bị nhốt ở một hoàn cảnh tốt hơn một chút. Thời thời khắc khắc đều có 6 người ở chỗ này theo dõi. Nàng cũng bị chồng lên các loại gông xiềng.
từ khi Hạng Chu bị bắt đến nơi đây đã nửa tháng, tâm tình cũng hoàn toàn không mát mát. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã chạy đi, nàng tin tưởng vững chắc Lâm Hiểu Phong sẽ trở về cứu mình. Lúc này ở cửa nhà giam truyền đến ầm ầm tiếng vang. Hà Kính Phong ăn mặc áo choàng màu đen từ bên ngoài đi đến, hắn chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo ý cười. Hạng tiểu thư, ta có lòng tốt lâu như vậy mang đến cho cô một chút tin tức về Lâm Hiểu Phong, không biết cô có cảm thấy hứng thú hay không? Hà Kính Phong cười hỏi. Hạng Chu quay đầu đi chỗ khác, không thèm liếc mắt nhìn Hà Kính Phong một cái. Hà Kính Phong tay để trên song sắt. Ta không tin cô thật sự không có hứng thú. Ta ở trên một tiểu đảo, thiếu chút nữa liền bắt được tên phế vật kia. Hạng Chu ở chỗ này đã ngăn cách hết thảy liên lạc với ngoại giới. Nàng nghe được tin tức của Lâm Hiểu Phong, đương nhiên là thập phần tò mò. Nàng nhịn không được nhìn về phía Hà Kính Phong. Người nói cái gì? Nói cho cô biết, Lâm Hiểu Phong lưu lạc tới một tòa tiểu đảo, còn bị trở thành ngốc tử. Thế nhưng lại bị một cô nương tên là Cốc Thải Nhi cứu. Tiểu cô nương đánh cá kia thật đúng là rất thiện lương. Hà Kính Phong nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra tươi cười biến thái. Hơn nữa còn giống như đã yêu Lâm Hiểu Phong. Hàng Chu mặt không biểu tình, không nói gì. Như thế nào, đại tiểu thư đối với tin tức này không hài lòng sao? Hà Kính Phong tiếp tục nói. Thế nhưng vì cô, ta đã đem một nhà Cốc Thải Nhi toàn bộ giết chết. Hơn nữa, cô đoán xem Cốc Thải Nhi kia đã chết như thế nào? Phệ cốt kiến, cô biết chứ? Hà Kính Phong khoa tay múa chân nói. Cứ như vậy, một chút cắn nuốt thân thể của tiểu cô nương kia. Cô biết ta là người hảo tâm, đưa cho Lâm Hiểu Phong một cây đao để cho hắn tự tay giết chết tiểu cô nương kia. Kết quả Lâm Hiểu Phong lại không cảm kích. Hà Kính Phong thở dài nói. Ây, cô nói xem, ta có lòng tốt như vậy, vì sao luôn bị người khác hiểu lầm vậy? Hạng Chu gắt gao nhìn Hà Kính Phong. Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong quen biết đã lâu, đều quá mức hiểu biết lẫn nhau. Mặc dù là từ trong lời nói của Hà Kính Phong, cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của Lâm Hiểu Phong. Cô sẽ không có kết quả gì tốt. Đại tiểu thư, cô nói như vậy thật không có lương tâm. Ta chính là giúp cô giải quyết một tình địch. Hà Kính Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói ra. Đúng rồi đại tiểu thư, thiếu chút nữa đã quên nói cho cô. Nửa tháng sau, đôi ta sẽ phải kết hôn. Kết hôn? Hai mắt Hạng Chu trừng lớn. Hôn lễ đã bắt đầu chuẩn bị. Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt nói. Đến lúc đó sẽ rất đẹp, toàn bộ người trong ba đảo đều sẽ tới xem. Hạng Chu bình tĩnh nhìn Hà Kính Phong. Người muốn bước Hiểu Phong ra tới? Đây là một phương diện. Về phương diện khác, tiểu thư cô ưu tú như thế, chẳng lẽ liền cam nguyện vĩnh viễn ở bên trong nhà giam này? Hà Kính Phong nói. Chỉ cần gả cho ta, cô vẫn như cũ, quyền thế gì đều sẽ có. Người sẽ không thực hiện được. Khóe môi của Hạng Chu treo lên cười lạnh. Trông coi cẩn thận cho ta, nếu là cô ta ở chỗ này tự sát, các người cũng sẽ không sống được. Hà Kính Phong nói với 6 người trông coi Hạng Chu. 6 người này đồng thời gật đầu. Hạng Chu rốt cuộc là nhìn không được mắng to. Hà Kính Phong, vương bát đản người, sớm hay muộn sẽ xuống địa ngục. Hiện giờ ma đạo ai có thể là đối thủ của ta? Cô còn trông cậy vào Lâm Hiểu Phong phế vật so với sâu còn không bằng kia sao? Hà Kính Phong cười lớn, xoay người đi ra khỏi nhà giam. Hai mắt Hạng Chu gắt gao nhìn chằm chằm về Hà Kính Phong, cắn chặt hàm răng. Lâm Hiểu Phong bị một trận gió lạnh thổi tới làm cho hắt xì. Hắn ngồi dậy, nhấc ra lá cây trên người. Hôm nay đã là ngày thứ 7 hắn lên núi. Thoạt nhìn Lâm Hiểu Phong lúc này, cả người so với tên ăn mày đều không bằng. Sắc mặt trắng bệch, tóc hỗn độn, cả người bẩn thỉu. Khập khiễng tiếp tục đi về phía trước, lang thang không có mục tiêu, tìm kiếm chùa Hiểu Hoa. Hắn lúc này cầm lấy bánh quỳ,
hai miếng liền ăn xong. Sau khi bị nghẹn, đưa vào một lùm cây quỳ xuống, liếm sương sớm trên lá cây đó. Vào núi 7 ngày, bánh quy còn dư lại một ít, nhưng nước đã sớm không còn. Trong núi lớn này, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nước suối, trái cây còn tốt. Nhưng nếu như không nhìn thấy, có thể có sương sớm như vậy dài khát cũng còn như là thực may mắn. Lâm Hiểu Phong khập khiễng đi đường. Ở 3 ngày trước, hắn gặp một con hổ. Cái chân bị thương này chính là do con hổ kia gây ra. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong vận khí tốt, bỏ tới trên một cây đại thụ, chỉ sợ mạng sống đã sớm không còn. Chùa Hiểu Hoa, trên núi này thật sự sẽ có chùa Hiểu Hoa sao? Lâm Hiểu Phong càng người mệt mỏi tới cực điểm. Bỗng nhiên, một tiếng kêu của dã thú truyền đến. Một đầu gấu đen từ trong rừng cây đi ra. Con gấu này có chiều cao 2 mét, cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, thần sắc cũng không tốt, giống như muốn ăn luôn hắn. Gấu sao? Lâm Hiểu Phong càng người run lên. Trong núi đều có câu nói: nhất heo, nhị gấu, tam hổ. Lâm Hiểu Phong lúc trước đối phó con hổ kia đều thiếu chút nữa đã chết, càng đừng nói hiện giờ chân mình đã bị thương. Hơn nữa trước mặt lại là một con gấu đen sắc mặt hung ác. Gấu đen này xoay quanh Lâm Hiểu Phong, nó hiển nhiên đối với đồ ăn này cảm thấy được hứng thú, chậm rãi hướng Lâm Hiểu Phong nhích lại gần. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, quỳ gối trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhìn bầu trời. Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử Lâm Hiểu Phong, tự hỏi không có làm việc gì thương thiên hại lý, gặp được miếu tất nhiên tiến vào dâng hương cung phụng. Lâm Hiểu Phong mỏi mệt tới cực điểm rồi, cũng không chuẩn bị tiếp tục đào tẩu. Mặc dù là trốn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của gấu đen này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.